Rồi, hello các bạn và kênh Biên Trà Sen của mình tiếp tục làm video mới nha. Hôm nay mình sẽ đi phần Robot One. Phần này tiếp tục mình lại sử dụng trang phục là Your Secret Custom Combine Tailored My Vintage Toy and Rotten Donuts nha các bạn. Rồi, phần này mình sẽ đi tiếp theo là phần Advanced nha. Đó, bây giờ mình sẽ lấy vàng này. Mình sẽ thả ra đây là hai cái Tailored My kèm với hai cái Rotten Donuts nha. Đó, giờ trên cái đường băng truyền này là nó có một cái thùng giấy để mình núp vô. Rồi bây giờ mình sẽ lên trên này. Ok, lên trên này tiếp tục mình lại đặt cái đây nha, một bộ dịch chuyển. Đó, mình sẽ đặt đây là hai bộ dịch chuyển nha các bạn, do trên này có hai con bolit áo xanh. Rồi bây giờ mình sẽ núp vô thùng giấy này, mình sẽ vòng lại. Lúc này mình sẽ thảo bên đếp to ra nha, để dịch chuyển hai nhân vật ở dưới này nha các bạn. Rồi, một nhân vật đã bị dính vô các bạn. Tiếp tục đây là nhân vật bà cụ già nha. Đó, trên kia chưa có động tĩnh gì. Rồi mình sẽ nhử bà cụ già này vô trong này luôn. Ok, bà cụ già này đang đi bộ vô. Rồi, đã nghe tiếng video toy là chắc chắn sẽ dịch chuyển vô nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên này các bạn. Đó, lý do là mình thả cái bánh Rotten Donut ra là khi bị dính vô cái bánh là sẽ không thấy mình nha, không bị phát hiện ra mình. Rồi, bây giờ mình sẽ dịch chuyển luôn anh Bolit áo xanh này luôn. Rồi, thế là chúng ta đã hoàn thành xong bên này, bây giờ mình sẽ nhử. Đó, giờ lên đây lấy vàng, sau đó mình sẽ nhử Bolit áo xanh này ra qua cái cửa này nha. Bằng cách là mình sẽ bấm cái chuông này. Rồi, mình núp vô góc này nha. Chờ cho con bolit áo xanh này tới đây, mình sẽ thả bolit to ra. Đó, các bạn đứng có chừng cẩn thận dính vô camera nha. Rồi, núp vào đây. Rồi, yes, tức là chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Bây giờ chúng ta sẽ vô đây lấy vàng thôi các bạn. Đây là video thứ hai về phần Advanced nha các bạn. Đó, chúng ta đang hoàn thành dòng Advanced Level A, Perfect. Rồi, giờ chúng ta tiếp tục nè, nét va tới dòng Advanced Level 9. Rồi, dòng này cũng đơn giản thôi các bạn. Mới vô mình sẽ chạy thẳng lên trên này luôn. Đó, trên này có một bolit đầu chọc nha. Ok, bây giờ mình sẽ vô trong này. Đặt đây một cái dịch chuyển. Đó, xem nó là bị quay qua không thấy mình nha các bạn. Đó, đối với trang phục là nhà khoa học này là trên tay có cầm một cái kèm điện nha. Khi mà đi nó sẽ phát sáng ra. Đó, bây giờ mình sẽ vòng vô đây. Rồi, đây có bộ bolit đầu chọc đang đi tung tăng bên trên này. Mình sẽ vô đây, mình sẽ thả ra một con bolit toy. Lấy vàng này, sau đó mình sẽ thả. Thả ra nó nhử, nhử bolit đầu chọc này quay qua. Chúng ta sẽ chạy qua đây, vô cánh cửa này chúng ta núp. Rồi, mình sẽ tiếp tục thả ra đây một con. Là nhử luôn con bolit gầy này. Chắc chắn bolit gầy này sẽ dính vô cái dịch chuyển của mình nha. Đó, giờ mình sẽ dịch chuyển luôn bolit đầu chọc này luôn. Rồi, đứng đây thả ra. Rồi, qua góc này mình núp. Ok, thế là cái phòng trên này mình sẽ dịch chuyển. Tiếp tục là anh bolit áo xanh. Mình sẽ biến thành giả dạng thành bậc cụ già để đi vô đây mà không bị phát hiện nha. Đó, mình sẽ chạy vô đây. Rồi, khúc này mình sẽ đặt đây một bộ dịch chuyển luôn. Thẳng mình để to ra dịch chuyển luôn bolit áo xanh này luôn các bạn. Rồi, trên đây có một cái phòng thay đồ. Mình sẽ giả dạng thành bậc cụ già, tiếp tục đi lên trên này. Đó, anh ta đi nghe và đi vô. Rồi, thành công. Bên phòng này tiếp tục vẫn còn bà cụ già nha. Bây giờ mình sẽ lấy vàng này. Đầu tiên mình sẽ biến thành cụ già, mình vô mình gom vàng để khỏi bị phát hiện. Đó, mình sẽ chạy thẳng xuống dưới kia luôn các bạn. Mình sẽ thúc bảo một cái nhẹ. Đó, sau đó mình chạy qua đây. Đây mình đi rất là liều mạng nha các bạn. Bà quay vào một cái là thấy mình ngay. Rồi, bây giờ chỉ sẽ dịch chuyển mất cụ già lại luôn các bạn. Bằng cách đặt một cái lớp vai đây và một cái bên đây to. Sau đó mình sẽ thả vào đây là một cái Rotten Donut để cho bà con khỏi thấy mình nha. Rồi, ok, thế là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Bây giờ mình sẽ kết thúc phần bình luận ở đây. Xin chào mình đã xem ủng hộ cái biên tràng xuyên của mình nha. Ok, thank you, thank you so much.
Huh?
Mm-hmm.